Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới, giá cực tốt cho các bác luôn. Thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái đây, nó sẽ là một cái cây nước nóng nhá. Đây nó sẽ là một cái cây nước nóng như này. Cái này của nó thì các bác về các bác chỉ cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì cái vòi này nó sẽ rời này. Cái vòi này nó sẽ rời thì các bác xoáy lắp vào cho em. Đấy, cái vòi này nó rời như này. Đấy, các bác lắp vào cho em như này, lắp vào xoáy ro vào cho em là xong. Đó. Và cái này thì nó sẽ là vòi nước nóng nhá. Đấy, lên cho em là cây nước nóng này, cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Về nhà các bác cấp vào cái nguồn nước cho em, cấp vào cái nguồn nước ở trên cái chậu rửa thì mình để rửa mặt này, hoặc là các bác dùng để mình rửa bát rửa đũa, nó rất là tiện, có nước nóng trực tiếp luôn. Cắm điện 220 nó chạy qua đây là có nước nóng luôn nhá. Đây. Thì lên cho em là cây nước nóng giá sẽ là 300k nhá, 300k. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản dễ dàng thôi các bác nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó, lắp vào cho em này. Lắp vào chậu rửa. Đó, cấp nước thoải mái nhá. Đó. Nó sẽ có hai hệ thống, một là nước nóng, hai là nước mát. Đấy, nước mát thì các bác chỉ cần là vặn sang bên mát thôi, còn các bác dùng nước nóng thì các bác cho vào bên nước nóng cho em. Đấy, xoáy vào cấp nước vào cho em là xong. Đó, rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi, lắp trực tiếp vào chậu rửa này, cần dùng nước nóng cắm điện vào xả ra. Đó, rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, rất là an toàn tiện ích nhá. Lên cho em là cây nước nóng nhá, giá của nó chỉ có 300.000 cho một con cây nước nóng này thôi, lắp đặt rất dễ dàng, vận hành đơn giản nhá. Lên cho em là cây cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn. Bóng đèn này nó sẽ là, các bác lên cho em nó sẽ là bóng 30W nhá. Bóng này của nó là 30W, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Giá chỉ có 25k cho một quả bóng 30W này thôi. Hàng này cũng rất là sáng nhá. Bóng 30W siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Lên cho em là bóng 30W này. Đấy. Bóng 30W con này thì sẽ là 25.000 một quả, và bác nào mua từ 3 quả trở lên thì sẽ là 60.000. Đó, lên cho em là bóng 30W 25.000 một quả, và mua 3 quả là bằng 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bóng áp quy nhá. Lên cho em là bóng áp quy, các bác có thể kẹp bình 12 24 đều được hết. Giá của nó thì chỉ có 45.000 thôi. Đây. Đấy, 12V 30W này. Đấy. Giá sẽ là, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 45.000 các bác ạ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu LED này. Đầu tiên thì nó sẽ là cái mẫu LED 8 thanh nhá. Đấy. Cái này thì nó có một cái đầu dây nối ở đây, các bác có thể cắm nối với các cái dây khác rất là ok luôn. Đấy, nó có thêm các cho các bác một cái đầu nối ở đây nhá. Đó, để các bác có thể là mình nối 2-3 bộ vào cho em đều ok hết nhá. Các bác có thể mua 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. Cái này thì của nó là 2 này, 4 này, 6, 8 thanh. Cho nên em lên nó là LED 8 thanh nhá. Các bác lên cho em là LED 8 thanh. Con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con LED 8 thanh như này. Lên cho em là LED 8 thanh, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng LED ngoài trời đây. Con này thì các bác chuyên để treo vào trang trí, ví dụ như là cây này. Đấy, trang trí vào cây cối này, hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Có cục nguồn điều khiển này. Đấy, có nguồn điều khiển cho các bác này. Đấy, nguồn điều khiển các chế độ nháy này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu nối như này. Các bác có thể nối nhiều bộ vào với nhau này, nối nhiều bộ vào với nhau. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 chùm. Đấy, 5 chùm. Và cái này thì các bác có thể là giở nó ra, sau đó thì mình cho nó thành một cái hình bông hoa như này. Đấy, cho nó, các bác đan cho nó thành cái hình bông hoa như này. Rất là đẹp các bác này. Đấy, nó đan thành hình bông hoa như này thì các bác có thể treo lên sân vườn các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là LED 5 chùm nhá. LED 5 chùm giá sẽ là 85.000. Lên cho em là nháy 5 chùm nhá. Nháy 5 chùm, lên cho em là nháy 5 chùm. Giá của nó sẽ là 85k. 85k cho một con nháy 5 chùm như này. Đấy, ở đây nó sẽ có 5 chùm luôn. Đó, sẽ có 5 chùm như này các bác này. Đấy, một chùm của nó như này. Và nó sẽ có cho các bác liên tục là 5 chùm luôn nhá. 5 chùm luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Các bác có thể liên hệ bên shop ở các cái số điện thoại ghi trên màn hình nhá. Tiếp theo thì sẽ là dụng cụ mài kéo này. Đấy, đây nó sẽ làm con mài kéo như này. Con này các bác chuyên dùng để mài kéo cho em. Đấy, các bác đưa vào mình mài cái kéo như này rất là tốt luôn. Đó, lên cho em là
mài kéo giá sẽ là 20.000 nhá. 20.000 cho cái mài kéo như này. Lên cho em là mài kéo giá sẽ là 20k nhá. 20k. 20k cho cái mài kéo như này các bác này, lên cho em là mài kéo 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu vòi này. Đấy. Nay thì em về thêm được cái mẫu vòi này nữa này. Đấy. Về thêm một cái mẫu vòi này nữa. Thì vòi này ưu điểm của nó là có cái đầu vòi xịt như này cũng rất là tiện này. Đấy, để các bác bóp như này. Nó màu xanh. Các bác lên cho em là vòi xanh giá sẽ là 45.000 nhá. Vòi xanh 45.000 các bác này. Đấy. Vòi xanh 45.000. Tiếp theo thì con này là con vòi vàng nhá. Con vòi vàng có cả đầu nối và đầu vòi xịt luôn. Đấy, vòi vàng giá của nó sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có thêm cho các bác cái vòi đen nhá. Vòi đen giá của nó sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Thì con này có 1 2 3 đập bậc 3 đầu kết nối. Đấy, cái phần lõi này của nó cũng bằng đồng này, lõi này cũng bằng đồng hết này. Đó, nó màu đen. Thì lên cho em là vòi đen, giá sẽ là 50.000 này. Đó. Tiếp theo là vòi vàng này, vòi vàng này thì bằng đồng hết nhá. Vòi vàng bằng đồng hết, con này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì sẽ là cái vòi xanh nhá. Vòi xanh thì con này bóp như này này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 con vòi xanh như này, vòi xanh. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba làm vườn nhá. Bộ ba làm vườn. Đấy, con này thì khá là dài luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm. Đấy. Đây, cuốc cào này. Đấy, cuốc cào xẻng này. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ ba làm vườn như này. Một cái bộ ba làm vườn như này giá của nó sẽ là 130.000. 130.000. Lên cho em là bộ ba làm vườn. Bộ ba làm vườn giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái bộ ba làm vườn như này. Đó. Cán của nó thì bằng thép có bọc nhựa này. Đấy, có bọc nhựa như này, có quai đeo nhá, có đeo như này nhá. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Đó. Xẻng của nó thì rất là to nhá. Đây, xẻng rất là dài luôn này. Đấy các bác ướm cái bàn tay của em này. Đó, đây cào xẻng đây, ướm theo bàn tay như này nhá. Bộ ba món như này lên cho em là bộ ba làm vườn, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, có cuốc này, có cuốc có cào này. Đấy. Bộ ba làm vườn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe, 150.000 cho con súng xịt rửa xe như này. 150.000 một chiếc nhá. Hàng này thì của nó là hàng VIP rồi các bác, hàng VIP rồi. Đầy đủ đầu gioăng các thứ cho các bác luôn, đầu gioăng các thứ này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết nhá. Và các bác xoay cái này cho em là nó sẽ điều chỉnh các chế độ ở đây này. Đấy. Lên cho em đó là súng rửa xe. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy, kết nối đều bằng đồng hết nhá, súng rửa xe 150.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Con này thì sẽ là 240 cho cái súng bắn đinh như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Một cái súng như này nhá. Đấy. Một cái súng như này. Đấy, một súng như này. Đấy các bác này, một súng này. Một túi đinh sẵn này, một túi đinh sẵn này, một kính này. Đấy, và một cái bộ dụng cụ lắp đặt này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 240.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp tôi em đó là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh 240.000. Đấy, đựng trong hộp này rất là tiện dụng luôn. Súng bắn đinh 240.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy sấy tóc này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 cho con máy sấy tóc như này. 130k. Lên cho em là máy sấy tóc 130k cho con máy sấy tóc này nhá. 130.000 các bác này. 130.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con mên LED như này nhá. Con mên LED như này. Đấy, con này thì dùng ngoài trời thoải mái. Và về nhà các bác cắt cái băng dính hai mặt này ra, các bác có thể dán lên cây, dán lên tường, dán trong tủ kính màu trắng như này. Đó. Một cái mên này của nó thì sẽ là được 20 khúc như này nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 khúc như này nhá. Lên cho em là mên LED này. Mên LED giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em đó là LED mên nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k cho cái bộ LED mên như này các bác. Đó, 30.000. Hàng siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm đó là cái khay úp cốc chén nhá, 70.000. Đấy, bao gồm là cả khay và cả đĩa luôn, cả khay cả đĩa như này. Lên cho em là khay úp cốc chén 70k cái khay úp cốc chén như này. Rất là ngon luôn. Đấy, hợp kim mạ vàng. Đấy, bằng hợp kim mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mẫu túi da bò này. Thì có cho các bác là 3 mẫu này. Đầu tiên nó sẽ là túi chéo này. Đấy. Túi chéo thì sẽ là 140.000 nhá. Chất liệu thì 100% da bò, cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Bao bảo hành, bao đốt điếc thoải mái luôn. Bao đốt thoải mái, đừng đốt vào chỉ là được nhá. Các bác cứ cái chỗ trần thì các bác đốt cho em này, đốt thoải mái không cháy là ok. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con túi chéo này. Tiếp theo là con túi hông sẽ là 130.000 này. Túi hông 130.000. 130.000 cho cái túi hông như này. Tiếp theo là cái túi vuông nhá. Đấy, cao thì vào khoảng 25, rộng 20.
Đấy, cao 25, dài chiều ngang này của nó là 20 này. Đấy. Thì con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá, túi vuông 180.000. Đó, có 3 mẫu, túi vuông, túi hông, túi chéo các nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng này. Đây. Đây nó sẽ là một cái đế nóng như này. Đó. Một con đế để các bác có thể dùng để mình đun nấu các thứ đều được hết nhá. Xoong nồi các thứ linh tinh. 130.000 thì cái đế nóng này thôi. Các bác đun được hết, nồi gang, nồi sành, nồi sứ đun được hết, cứ đặt lên là nó nóng thôi. Đấy, có công tắc như này nhá. Đấy, có công tắc báo như này. Đây, cắm thử cho các bác xem. Cắm trực tiếp cho em điện 220V nhá. Cắm trực tiếp điện 220V này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá, có đèn báo này. Đấy, và có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Đấy, nóng luôn, nóng luôn. Các bác có thể để xoong nồi các thứ lên đây, giữ nhiệt rất là tốt luôn nhá. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Lên theo là đế nóng 130.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop còn một ít cái dây điện nguồn nữa. Đấy, và dây ổ thì thanh lý nốt cho các bác nhá. Thanh lý nốt cho bác này. Đó. Đây. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì bao gồm cho các bác là hai cổng USB này và các cái ổ cắm như này. Đó. Con này thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho con ổ trắng này. Tiếp theo thì là cái mã N25 này. Con này thì thanh lý cho các bác với giá đang bán là 50.000 này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái ổ N25 như này. N25 40.000 này. Tiếp theo thì con dây nguồn mã số 7 này. Con này đang bán là 201 này. 201 đây, dây nguồn như này. Thanh lý cho các bác này. Đấy. Con này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000. Lên cho em là mã số 7 này. Tiếp theo thì nó sẽ là mã số này. Con này nó sẽ là cái mã số 4 này. Con này mã số 4 nhá. Mã số 4 220. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 160 này. 160 này. Đó. Đây thì em còn mấy quận nữa. Đấy, mấy quận nữa thì sẽ bán cho các bác là đồng giá 40.000 một quận nhá. Đấy, 40.000 một quận. Đây. Còn như vậy là hai quận 40.000 này. Hai quận này là 40.000 này. Đấy. Còn hai quận này thì to hơn thì sẽ là 100.000 một quận này. 100.000 một quận này. Đấy. Hai quận 40.000, hai quận 100 này. Đấy. Một quận này cũng mã số 6 này đang bán 190 này. À, mã này mã số 9 này. Mã số 6 đang bán 190. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 này, 130.000 này. Đấy. Còn lại là một số cái ổ này. Ổ này thì ổ N9 này. Ổ N9 110 thanh lý nốt cho các bác với giá là 1 2 3 4 5 một cắm như này. N9 110 thanh lý cho các bác với cái giá đó là 70.000 này, 70.000 ổ N9 này. N18 này, 120 thanh lý 80.000 này. Tiếp theo là cái ổ này là H5 này. 150.000 thanh lý nốt cho các bác với giá là 70.000 này. Đó. Ổ N4 này, 120 thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, dây to, ổ to, hàng chất lượng cho các bác luôn. Đó là một số các mã thanh lý của bên em. Đó, thanh lý nhanh cho các bác. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy. Các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy. Cái các bác lên cho em là dây tắm như này. Giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá. 15.000 trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá. Cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy. Các bác mở nắp ra. Đây. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá. Từng tầng một như này. Đó. Từng tầng một này rất là tiện luôn. Đó. Vừa là nắp vừa là bát luôn.
cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng này. Đấy, tiếp nha, thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nha, máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên theo là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bác nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp. Con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt, đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này, 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên theo là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh nhá, 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này, là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn, và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy. Một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nha, và một viên này giặt được từ 3-5 cân quần áo luôn. 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 4 chiếc kéo vàng. Tiếp theo là bình bình nhiệt nhá. Đấy, lên trên là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành nhưng con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên trên là bình thể thao. Giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này. Bộ bài vàng, bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa, siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy. Bộ bài vàng như này. Thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên theo là bộ bài vàng nhá. 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này. 30k một chiếc. Đấy, dùng này tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá. 60.000 đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy. Nó có dây, về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào. Đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ. Đây, nó có đuôi như này. Về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó thì xoáy bóng vào đằng trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng. Con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000. Thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho bác là 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000. Rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy, một cái lọ nước hoa khách sạn như này, siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30k thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật, các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Giá là 30.000. Dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc.
hàng của Nhật, made in Japan đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả, và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy, đấy, hàng của Nhật nhá, 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy. Nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá, 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây, có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây. Cặp lồng điện như này. Dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này, hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nha. Đó. Cặp lồng điện như này, hai tầng luôn nhá. Hai tầng 4 cái âu như này. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây. Đó, thấy không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này. Đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em. Đây, cắm điện ở đây. Đây là công tắc bật này. Đấy, và cắm điện ở bên hông này. Cắm điện trực tiếp 220, đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhá. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn thức uống này. Đấy, có quay này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quai sách, quai đeo đàng hoàng, dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30-50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây, lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này.
có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước như này thôi. Lên theo là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây. Đấy các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 à? Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên theo là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 sen nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn. Hiển thị số như trên hình này. Giá của tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho một con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho một con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì?
cái tựa lưng nhá, giá là 50 cành. Đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy, còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy, đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây, rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây, 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học, thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ lại còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp, giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhé. Đấy, vòng vàng 24 carat như này đó. Và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường, khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông đó. Giá rất hợp lý nhá, giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ, 40 cành thôi, 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này, rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này, các bác dắt dao vào đây cho em. Ngoài ra thì các bác có thể đeo xoong, đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn, thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo xoong nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũ cối xanh nhá, mũ cối xanh hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tuổi đời của nó từ năm 1966 này, công ty này của nó tương đối là lâu đời rồi, 1966 đây. Mũ cối xanh cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. Bút của anh đâu rồi? 130.000 cho một con mũ cối xanh như này nhá. Lên theo là mũ cối xanh, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp trà sâm đây. Đấy, một cái hộp trà sâm của Hàn Quốc như này. Đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xách tay từ Hàn Quốc về nguyên đai nguyên kiện như này, made in Korea, 220.000 một hộp nhá. 220.000 một hộp. Đấy. 220.000 một hộp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, 220.000 một hộp. Đây, trà sâm của Hàn Quốc này. Đó. Hàng này thì sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói như này, hộp 100 gói này. Đấy, đây là cái trà của nó, thì các bác có thể pha nước hoặc là sử dụng ăn trực tiếp luôn. Đấy, tốt nhất thì cách sử dụng là mình nên ăn trực tiếp là xong nhá. Đấy, các bác dốc thẳng vào mồm mình ăn trực tiếp luôn, hoặc pha nước uống cũng rất là ok. Nó gọi là trà sâm nhá, của Hàn Quốc. 220.000 một hộp 100 gói, hàng made in Korea. Đây, made in Korea. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, chống hàng giả, hàng nhái, ok nhá. 220.000. Lên tem là trà sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp học sinh nhá. Đấy, chuẩn bị vào đầu năm học rồi thì các bác mua sắm những cái đồ học sinh cho các em nhà mình. Đây là một cái cặp chống gù lưng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng là thiết kế theo kiểu đứng chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Thiết kế theo kiểu đứng như này thì nó sẽ là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó, và bỏ thì rất là rộng như này, thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị quăn mép sách nhá, quăn mép sách rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, chống gù lưng nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con cặp chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái túi nam nhá. Các bác lên cho em là túi nam, 110.000 cho một con túi nam như này. 110k. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam 110.000 nhá. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết.
Đây, nó cũng khá là nhiều ngăn luôn, thì con này cũng rất là tiện. Đây, 110.000 cho con túi nam như này. Ở đây nó sẽ có một ngăn to này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ này. Đấy, và một ngăn đằng sau nữa. 110.000, chiều cao khoảng 25, chiều rộng khoảng 20, và của nó sẽ là cái dòng chiều ngang của nó vào khoảng là banh nha, khoảng 10 cm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 100.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này, mỏ hàn thiếc. Đấy, con này có điều chỉnh nhiệt độ này. Có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác nhá. Để nhiệt độ từ 200 lên tới 450 độ C, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, dây cắm nhiếc của nó này có điều chỉnh nhiệt độ này. Và tặng kèm các bác sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái bộ 5 mũi thay này, bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một cái hộp một bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một hộp nhựa thông. Đấy. 1 2 3 4 món như này, tổng là 4 món nhá. Đấy, một mỏ hàn, 5 mũi thay, một thiếc, một nhựa thông, giá chỉ có 100 cành thôi. 100k nhá. Lên cho em là mỏ hàn thiếc 100.000 nhá, mỏ hàn thiếc 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khăn lau bếp nhá. Đấy, 30.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp nhá, 30.000 một bịch 10 chiếc. Đấy. Chiều rộng của nó thì sẽ là 20-20 nhá, 20-20. Đấy, bằng bông tự nhiên. Con này các bác có thể dùng để mình lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp. Giá sẽ là 30.000 một bịch này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt. Cái này thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào cái tháo quạt ra và đấu trực tiếp vào các cái chân cắm quạt cho em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là cách đấu điều khiển quạt nó sẽ ra. Thì các bác đấu các loại quạt cho em, quạt trần này. Đấy, nói chung là các loại quạt thì có tất cả các cái công, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là xong. Đấy, là nó sẽ ra cái cách đấu cho các bác luôn, rất là tiện ích thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50 cành thôi. Quạt cây này, các loại quạt nói chung là được hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một con điều khiển quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bộ ba hũ gia vị như này nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. 60.000. 60.000 mà được tới 3 chiếc luôn. Hàng nhựa cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nhựa nguyên sinh như này. Khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần lấy tay ật như này thôi. Đấy, có xìa múc, xìa rất là dày dặn luôn. 60k. Cái này thì chiều cao của nó vào khoảng 10 cm, chiều rộng vào khoảng 7 cm. Đó, rất là ngon lành như này. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Đấy, cả một vỉ đẹp như này bao gồm là 3 hũ nhá, giá 60.000 thôi. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo vàng nhá. Kéo vàng. Giá bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc kéo vàng như này. Và bán thanh lý cho bác 100.000 bốn chiếc luôn. 100.000 cho 4 chiếc kéo vàng hàng nội địa của Nhật, thép SK5 Japan này. 100.000 cho 4 chiếc nhá. 100.000 cho 4 chiếc kéo vàng như này. Hàng thì giá cực kỳ hấp dẫn, hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao vàng nhá. Đây, con dao vàng như này. Con này thì hàng siêu sắc bén cho bác luôn. Hàng này thì rất là bén nhá. Đây các bác này. Đấy. Hàng rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rạch đi bóng còn đứt này. Đấy. Lên cho em là dao vàng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cũng giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có, con dao vàng này bao nhiêu nhỉ? Dao vàng này. Con dao vàng này. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên cho em là dao vàng 20.000 này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kẹo sâm nhá. Đấy, kẹo sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đây, các cái tập đoàn của Samsung các thứ này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một gói của nó thì nó sẽ là vào khoảng 500g nhá. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea luôn. Con này thì của nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên sâm như này nhá. Đấy, giúp cho các bác là lái tàu, lái xe này, hoặc là người cơ thể mệt mỏi này, ốm đau mới dậy này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, hoặc các bác có thể dùng trà sâm này. Trà sâm thì sẽ là 220.000 một gói, còn là kẹo sâm thì sẽ là 90.000 một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải của Nhật, con này thì chống viêm, níu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 25.000 một vỉ, bao gồm 2-4-6 chiếc luôn. 2-4-6 chiếc. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải như này, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một hộp bút như này. À, một con cân treo như này nhá, cân treo 70.000 một chiếc này. Đấy, 70.000 cho một chiếc cân treo điện tử như này. Đấy, con này thì nó sẽ kèm một viên pin nhá. Còn hết pin thì các bác ra hiệu sách mua cho em. Đấy, ra hiệu sách mua cho em rất là rẻ thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em. Lắp vào này cho em, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật lên cho em là xong. Đó. Nếu mà các bác lắp mà nó chưa đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em nhé. Đảo chiều lại cho em cho nó đúng chiều pin là ok. Đó. Các bác có thể đảo chiều pin lại cho nó đúng chiều nhé. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho một con cân treo như này thôi.
70k cho một con cân treo như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, nếu lắp chung đúng chiều pin thì các bác đảo lại cho em là ok. Đây. Đấy, đây con này. Đấy, số là số hiển thị điện tử như này. Đấy, mắc của nó thì được 50 cân nhưng các bác cứ cân cho em là 2 30 cân là ok. Đây. Đấy, nó có quai đeo như này các bác này, số điện tử luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ báo cân các bác này. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rồi. Đấy, giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70.000 cho một con cân treo như này. 70k cho một con cân treo như này nhá. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đấy, và các bác là dùng để mình đi câu đi kẹo này, đi câu đi kẹo hoặc là các bác nói chung là dùng vào công việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đây. Đấy, đây là cái lẫy pin của nó này. Đây là cái lẫy pin của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đi câu đi kẹo hoặc là các bác dùng vào công việc gì cũng được, nó khá là phù hợp để cho các bác sử dụng thôi. Lên cho em là cân treo nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho con cân treo như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Đây, nó sẽ bao gồm là một con đầu chuyển như này và ba lưỡi này. Các bác có thể dùng để cưa sắt, cưa thép rồi cưa gỗ đều được hết 70.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 70. Đây các bác này, các bác có thể dùng để cắt sắt này hoặc là cưa gỗ này đều ok hết nhá. Các bác cứ lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào máy khoan cầm tay nhá. Đấy, cắt sắt cưa gỗ, nói chung là sắt thì sẽ không ngọt bằng cưa gỗ đâu, chủ yếu thì các bác dùng để cưa gỗ thì sẽ là ok hơn. Đấy. Lắp vào cho em rất đơn giản thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này là rất là hợp lý rồi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một sen như này, tặng kèm cho các bác là một dây và một cái đầu cao su như này. Đầu cao su như này các bác này. Đấy, đầu cao su như này. Thì các bác dùng thì tắm thì mình sử dụng cái đầu cao su này mình kỳ cọ luôn. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có điều chỉnh nấc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay, các kiểu con này đều luôn, có điều chỉnh tăng áp như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, lên đi ạ. Lên cho em là sen cao su, giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành như cái bộ sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi nhá. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. 30 lưỡi, một bàn cạo và một lọ thuốc như này. 30 một lọ kem để chống rát nhá. Một lọ kem chống rát, một bàn cạo và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 cái lưỡi kép như này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000, 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem. 55.000 mua một lần dùng cả năm luôn. Các bác cứ mua cho em một lần mình dùng cả năm luôn ok. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn phễu nhá. 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn. Đấy, 90k thôi. 90k cho một con đèn phễu như này, có kèm quai đeo cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Đây. Đấy, con này thì nó về theo lô, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Đây. Ánh sáng vàng thì các bác dùng nó cũng rất là thật luôn. Đây. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá là 90k. Đấy. Có cả cổng sạc. Đây, cổng sạc vào đây, cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Có báo pin. Lên cho em là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. 90k cho một em đèn phễu như này nhá. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân các bác dùng trong nhà bếp cho em. Nhà bếp để mình cân thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nói chung là cũng cân được đa chức năng nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Đấy. Ở đây thì có sẵn pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Lô này về thì lại có pin nhá, có sẵn pin như này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, 90.000 một con cân như này thôi. Có số điện tử như này, có báo pin này. Đấy, điện tử báo pin biết đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây. Tháo pin ra lắp vào. Bên em bán thì có lô có pin, có lô không có pin nhá. Hàng về tùy theo lô thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Lên cho em là cân 5 nhá, để các bác để trong nhà bếp mình cân kẹo này, rất là ok luôn. Số điện tử như này nhá. Đây. Đấy, em đặt con dao này lên này. Đấy, đặt con dao này lên. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác lắp pin vào mà nó không chạy thì các bác điều chỉnh cho em chế độ này, về chế độ là gam nhá, về chế độ là gam là xong. Đó. Bật này, tắt đi bật lại này. Đấy. Tắt đi bật lại cho em. Đó. Đây. Các bác cứ tắt đi bật lại cho em. Đó, sau đó thì mình để thăng bằng cho em, sau đó thì chuyển cho em về chế độ gam. Đây các bác này. Đấy, đây. Nó rất là nhiều chế độ nhá, nó rất là nhiều chế độ luôn. Thì các bác để cho em chế độ gam này. Đấy, nó có âm dương rồi rất là nhiều chế độ. Thì các bác cứ để chế độ cho em là xong. Đây, đấy, đây. Con này là 2 gam này.
coi nhá. Đó, này số này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000, cân 5 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình trà nhá. Đấy, đây là cái bình trà inox. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng nhá. Bình trà inox 4 lạng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, 130.000 thôi. 130.000 cho con bình trà inox 4 lạng như này, rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp, các bác có thể dùng để đựng đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết chứ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đựng được bình trà 4 lạng, hàng nội địa của Nhật này. Đó, inox 304 nhá. Bình trà inox giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá. Hút bụi chạy bằng pin như này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Hút rất khỏe luôn các bác thấy không? Đó. Hút rất là khỏe luôn. Cả hút cả thổi luôn nhá. Cả hút cả thổi luôn. Đầu này thì hút này, đầu này thổi này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan. 170.000. Lên cho em nó hút bụi chạy bằng pin. Giá sẽ là 170.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá. 150.000. 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này bác này. Bao gồm là 1 2 3 chân cắm này, 2 chân USB và một cái đầu để các bác dùng để sạc nhanh như này. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh, 150.000 cái ổ sạc nhanh như này, 150.000 nhá. Đấy, 150.000 cho con ổ sạc nhanh rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là con máy đuổi chuột nhá. 35.000. Nước đã. Ừ, 35.000 cho con máy đuổi chuột như này nhá. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150.000. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy. Made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn. Cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá. Có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này. Bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy. Một cái hệ thống ống như này. Kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000 các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70.000. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70.000. 70.000 cái hút rửa bát như này. Rất là tiện luôn. Để các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gà và tiền dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, quả thế không? Rất là tiện luôn. Cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát rất gọn gàng và tiện dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy, thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này, xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại giấy tờ ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000 thì cái túi đựng điện thoại như này thôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi điện thoại 30.000. Túi điện thoại này 30.000 à?
40k các bác nhá. 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90k 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy. Các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn, không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng, giá sẽ là 370k. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy. Lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy. Và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này. Có on up các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao. Bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em. Gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm như này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành cho cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có một hàng của cam, các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên em là vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó.
một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này, 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm và miệng của nó thì khoảng 2,5cm. Đấy như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này. Cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó. Xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó. Đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k cho một con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình tẩy các cái vết dầu mỡ vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là con xịt nhà vệ sinh này thì sẽ là 50.000 nhá. 50k cho cái chai xịt vệ nhà vệ sinh như này. 50k. Đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này. Thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn. Tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ vết cặn bám. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tẩy sạch vết dầu mỡ vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó. Con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh. Vâng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay hạt nhá. Máy xay hạt. Hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V, rất là khỏe luôn các bác, chỉ cần cắm vào là xay. Có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê, 120k cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân rửa tay đều được hết nhá, rửa chân rửa tay rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái gioăng này rồi. Cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Các bác lên cho em là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k cho cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 cho cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55k. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7cm. 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho con cà lê nước như này, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này.
có cánh quạt chút tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em, ghi giá cho mình này. Sen quạt giá sẽ là cái này là bao nhiêu? 90k nhá. 90k cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá, xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy, vệ sinh điều hòa, một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó. Thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thoáng điều hòa này và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy. Lên trang là vệ sinh điều hòa. Con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn, hàng nội địa của Nhật. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá, lên theo là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k như cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá, 170k đó, 170.000. Mấy cái đôi giày bỏ ra đây luôn, mấy cái giấy cũng bỏ đây, 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này. Đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng thương hiệu Philips cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá. Đó, rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này. Đó, lên theo là tăng đơ Philips nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này, 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc. Đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn, cho nên là và bám bụi rất là tốt. Khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox 75.000 cho cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này. Đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này, thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá, và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25 cm, rất dày dẫn chắc chắn. Inox 304 nhá, Su 304, 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi, còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi, là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED thì có 2 mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À, mẫu mới nhá. Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000. Đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000. Đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Có 2 loại, mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái led mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là led mặt gương này. Còn cái này nó sẽ là led số này. Đấy. Led này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ led cũ là 140.000. Đấy, lên trên là đồng hồ led cũ nhá. 140.000 một con đồng hồ led cũ như này. Còn con đồng hồ led mới này thì sẽ là 110.000, 110.000. To hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ LED cũ 110.000 các bác nhá. Lên cho em là đồng hồ LED cũ. Giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ LED cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó. Và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy, lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cho cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? Hả? Đấy, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá.
Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bác này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác một con thước laser như này, giá sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần nhựa mềm và nhựa dẻo, dùng rất là tiện luôn, và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi, và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục móc áo như này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm. Siêu mềm siêu dai như này các bác dùng rất là sướng luôn nhá. Siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn trợ sáng nhá. 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này. Có ốc ác các thứ đàng hoàng, 40.000 chiếc thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000 chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào ắc quy nhá, lắp trực tiếp vào ắc quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào ắc quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. 15.000 một hộp bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100m nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu. Giá của nó sẽ là 15k một hộp nhá. Cước ơi. Và đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100m luôn. 30.000 một quận 100m, cước là cước 4 ly của Nhật này. Đấy, Japan này. Cước 4 ly của Nhật 100m luôn. Tha hồ thoải mái đây. Cước 4 ly siêu dai luôn nhá. Đấy, siêu dai luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một một quận cước như này, 30.000 một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này. Giày Mỹ nhá. Đấy. Giày lính nhá. Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA. 390.000 một đôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này. Các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Rồi ok.